Hello anh em nha. Trước mặt anh em là lại tiếp tục lên cho anh em những cái lô băng cối 7. Đây là những cái băng zin Tây chưa có chương trình nhạc Việt đâu. Đấy, cho nên anh em về có thể tự thâu băng, tự làm. Đấy, em bên em Sơn thì từ xưa nay là thường bán các cái lô băng theo giá thầy thợ, tức là bán cho anh em thợ, anh em mà về tự thâu thì giá vậy, để anh em tự lao động thì nó mới siêu ngon bổ rẻ. Đấy, trước mặt anh em soàn cho anh em đấy. Soàn cho anh em tầm chục cuốn, cứ một lô tầm chục cuốn thôi. Để cho dễ bán. Một lô 10 cuốn. Ngon bổ rẻ nhá. Đấy, cứ một lô 10 cuốn ngon bổ rẻ anh em xem đó. Em mở cho anh em xem. Xem từng cuốn đấy. Đấy, cái lô này 10 cuốn này. Ngon bổ rẻ cho anh em, phải nói là siêu ngon bổ rẻ luôn. Bên em thì cứ mục tiêu là cứ về 300-400 cuốn thì cứ bán một ngày vài lô thôi, mỗi lô kiếm 100-200 thì một ngày kiếm được 1 triệu bạc rồi. Ngày làm cố gắng 5 lô. Đấy anh em chốt nha, ngon bổ rẻ em bảo giá công khai tại Zalo.